chồng luôn ha. Ui chết rồi. Đó à, được rồi em ok. Trời ơi sao mà chị đề khệ nệ quá vậy, chị đùm đề quá vậy, chị đua xe mà chị đùm đề quá vậy. Hiểu luật chơi chưa? Ủa sao vậy? Anh ơi thôi đừng đi anh ơi, chạy về bên kia. Trời ơi có sức khỏe mà không có kiến thức. Trời ơi thôi bỏ cái tên Yến Sào đi, hãy lấy tên là Vũ Dũng Vô Môn. Trời ơi ngu quá vậy. Trời ơi con thằng lằn đó. Trời ơi đúng là con thằng lằn. Cho tôi cũng thần tượng của giới giới live stream mà em không đưa tôi vô. Để đổi lại đi em, giống như là Dương Lâm ở trong thành phố. Ok tên tôi lên càng cao như Dương Lâm trong Dương Lâm khùng mà cố. Thôi sao đừng có ăn luôn đây. Bỏ đi đừng ăn cua nữa. Không ăn cua nữa phí đạm. Trước khi chúng ta đi thì em sẽ hướng dẫn cho các anh sơ qua cách sử dụng xe TV. Dạ, dạ. Dạ. À, mời các anh tập trung. Của em là đời bao nhiêu dạ. Anh à, mà các anh tập trung phía này luôn ạ à, để thấy cái cần số ạ. Dạ dạ. Thôi qua đây để thấy rõ hơn. Cho phép em ngồi trên xe nha. Dạ. Ờ, trước khi mình đi á thì công việc đầu tiên của mình là phải biết sử dụng hai cái phanh này. Phanh là thắng nè, đầu tiên này. Đây là đang trong tình trạng là khó. Bây giờ mình muốn mở phanh mình phải bóp thật mạnh vô. Sau đó một tay còn lại mình kéo con gạt này về. Mình lưu ý là bóp thật mạnh vô nha. Bên này cũng vậy luôn ạ, bóp thật mạnh vô. Kiểu như bóp cò vậy anh ha. Rồi ok. Mình dùng bốn ngón tay cho nó mạnh mẽ xíu. Trời ơi, ý là anh nói thì tụi em không mạnh mẽ đó ha. Tụi em cần một ngón thôi. Một ngón thôi. Quy chập quá. Quy chập quá. Đừng thấy tôi mặc đồ chống nắng giờ thấy tôi yếu đuối không có đâu, tôi mạnh lắm à. Khi mà mình dừng xe á thì mình phải bóp phanh lại. Sau đó mình đóng xuống. Bên này cũng vậy luôn ạ. Đóng xuống giống như tăng tài phải không? Đúng rồi. Vì sao mình phải đóng xuống? Vì địa hình trên đó là 90% địa hình dốc đồi núi. Nếu mình không đóng cái này thì xe nó sẽ bị trôi. Nó không phải trôi trên đường bằng thẳng mà nó trôi xuống vực luôn. Trôi. Thì nó còn vực. Chơi sao chơi lớn về chương trình đâu sao mà vực không vậy, chơi mà chơi trôi xuống vực. Đẩy tụi em xuống vực vậy trời. Phất mặt luôn. Ôi đóng đầu máu quá vậy trời. Đóng máu đúng rồi. Vô chơi mà ôm cái đầu máu rồi. Mình muốn đi thì mình sẽ đẩy ra. Bóp thẳng luôn anh. Dạ không cần bóp ạ. Đẩy luôn hả? Không cần bóp. Dạ mình đẩy ra. Đi. Nó sẽ đê là đi thôi. Rồi đơn giản. Còn muốn ve anh. Rồi dưới ve về hai nóc, 1 2 nó sẽ xuất hiện chữ R. Dạ rồi. Dạ dạ. Em tưởng chữ giờ là chữ ve không á. Tưởng chữ giờ là chữ ve không á. Lên dốc mình lên như thế này. Hết ga em cho em, lên dốc hết ga lên cho em. Dạ. Dạ, mình lên dốc vô hết ga luôn. Vô hết ga, tay chắc cho em. Dạ. Dạ. Nhưng mà còn được một điều quan trọng nữa là mình anh chị ngồi sau hết sức bình tĩnh. Người ngồi sau hết sức bình tĩnh. Dạ. Tại sao ạ? Dạ, như lúc ngồi sau hốt quảng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi buông xuôi. Rồi buông xuôi. Cái này hai chỉ nó quẹo trái quẹo phải. Về ra đi. Còn không này. Ê kia. Nè. Nè. Nhỏ nè. Giống mẹ em. Giống mẹ em đấy, giống mẹ em đang lại xe. Tin ơi. Tin. Quá. Là chạy được. Và em áo một lần đó. Yên tâm đi, một lát người ngồi sau không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Ủa? Tại sao vậy? Hốt quảng hả? Hay là ngất xỉu gì? Chúng tôi có những cái thử thách cho các bạn nữa. Rồi trời ơi, đã phải suy nghĩ nhớ đến những cái này rồi. Bây giờ còn thử thách nữa. Rất đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ khởi động mình chạy lại nha. Dạ. Anh bánh nút vàng. Anh ơi, anh thắng bên trái bên phải là của bánh trước bánh sau. Cái này là của bánh trước nè, cái này của bánh sau. Dạ. Dạ. Tốt nhất là mình luôn sử dụng hai thắng cho luôn sử dụng hai thắng là tốt nhất. Dạ. Dạ. Nếu không là nó sẽ rất dễ bị chài bánh. Yeah. Rất dễ bị chài bánh. Quẩy đuôi. Rồi bây giờ mình sẽ muốn đi, mình muốn đi thì mình sẽ đẩy cái này lên. Rồi. Đi. Nếu mà anh nhà mình pro rồi mình có thể dùng chân. Đẩy lên. Rồi. Dùng chân đẩy lên như thế này. Rồi. Giống xe cô. Nhấn ga. Rồi. Nhấn. Vậy thôi. Đúng rất đơn giản à. Rồi. Thẳng luôn anh. Dạ giáp đốc trường lương em. Bây giờ mình muốn lùi đơn giản thôi, mình về hai nấc, 1 2 rồi lùi thôi. Phần lớn là khi mình sử dụng lùi, khi mà có những khúc cua của chỏ nó mình sẽ không cua hết thì mình sẽ sử dụng cái lùi để mình cua cho nó hết cái này. Thì bây giờ thì mình sẽ lên xe ha. Hai người chúng ta sẽ làm một xe, chúng ta tập ở trong sân này tầm khoảng vài phút với sự hỗ trợ của các anh em hướng dẫn ở đây, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nhé. Em thử cho. Em có lái xe côn, em có lái xe côn cũng ok. Mà em khóa xe máy mà đúng không? Đúng rồi, em xe côn mà. Chồng luôn ha. Ui.
Chết rồi. Thôi được rồi, em ok. Trời ơi, sao mà chị đề khệ nè quá vậy, chị đùm đề quá vậy. Chị đua xe mà chị đùm đề quá vậy. Rồi ra đi. Cái này nó đâu có côn đâu đúng không? Dạ không, không con Hiếu à. Giống cái xe tay ga bình thường thôi. Rồi mọi người kiểm tra phanh và mở phanh hết cho em ạ. À, mở rồi, mở phanh. Bóp. Bóp vào hết cỡ rồi. Phanh chỗ nào em? Phanh là hai cái này nè anh. À, mở phanh. Giờ bóp mạnh xuống xong rồi mới mở nó ra nó. Bóp mạnh vô nè, cho lên nè, nông lên nè. Bóp mạnh lên nè, mở vỏ lên nè, đó là hai thắng lắm. Ôi đó, thấy chưa? Ừ. Ê hề chưa? Giữ thắng nghe. Rồi bóp. Đề. Mở đây đúng không? Anh lên xe, anh trai. Rồi đề hả anh? Rồi, anh. Ủa anh coi gì em mở phanh cho. Rồi mở phanh rồi. Đề là đi được rồi đó. Bây giờ anh làm bấm vàng đi. Ok, rồi vô ga là chạy vòng vòng thôi được rồi. Xin chào mọi người, ngày hôm nay chị mình sẽ chở mình đi bán đậu phộng bằng cái xe địa hình này. Chị chào mọi người đi chị. Hello, hộ chị ủng hộ 1kg 35 ngàn. Ủa chị bán mắc vậy hả? Vậy xe hụt xe nặng á. Tập quen tay lái không sợ lực nặng lắm. Cái này ghê á. Hai chị mình ngầu lắm. Ngầu không? Ngầu lắm, nhìn chị mình cũng khùng vậy thôi chứ ngầu. Ủa phải đi chị, đừng có hút người chị ơi. Người để có ekip còn ngồi làm việc chị ơi. Ủa trời ơi, sao đi ngược chiều vậy trời ơi. Mấy người định đi ngược chiều nè mọi người ơi. Sao đi ngược chiều nè, cái bùng binh người ta vậy mà đi ngược chiều. Trời đất ơi, chị ơi, sao người dân ở trên này người ta sao mà ý thức chạy xe người ta kỳ vậy ta. Người dân trên này đâu có hai con nhỏ đó thôi đó. Em xin phép. 3, 2, 1. Ê quá. Anh vừa thoại gì vậy anh Tuấn? Ê quá. Ok. Cho em xin miếng nước, nó mặn quá. Mặn quá. Đang nói ông cho nguyên nước vào mồm. Sao tôi có linh tính hôm nay tôi sẽ không ăn được ăn bằng sản ủng quần của bụi á. Từ cái khúc mà có cái con đó rồi anh. Ờ, anh đeo con đó vô là chắc chắn rồi. Máy bắt cần em với luật giùm cái nha. Ổn định, máy bắt cần mặt anh luật giùm cho em. Anh làm gì anh luật, anh buông ra đi luật ơi. Anh luật rồi xuống. Anh bị cái gì? Tôi thất gì đi đệm. Rồi bị gì nữa? Cho tiền đình. Rồi tha cho anh. Ok em, không biết vô lượng em ơi. Em cần nước không? Em chung đội với anh Sanh Tạc em được. Ủa? Gì? Tôi luyện đá em đó. Wow, xích thú hiểm nguyên hình. À. Luôn luôn mệt chưa? Lộ 12 Hà Cát. Em nguyện hầu hạ anh về quán anh hát. Cho anh thôi em. 6 Hà Cát, 17 Hà Cát, 17 Hà Cát. 17 Hà Cát nữa kìa. 18 Hà Cát. Đi điên khùng khùng. 20 Hà Cát. 20 Hà Cát. Ủa đâu hỏi? Nè em nè. Em đi. Chạy theo. Ở đâu? Nước vừa hổ ta trời. Ủa cái này không phải dí rồi. Cái này là dí bắt kìa. Anh ơi, chạy về bên kia. Trời ơi, có sức khỏe mà không có kiến thức. Trời ơi, ơi, bỏ cái tên Yến Sào đi, hãy lấy tên là Hữu Dũng Vô Mô. Trời ơi, con quá vậy. Trời ơi, con thằng lằn đó. Trời ơi, đúng là con thằng lằn. Ủa là phải dành chỗ ta hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, giải thích kiểu hai lần mà lắm. Em nước lắm. Em hiểu rồi, ok, em thua. 3, 2, 1. Còn người đây lấy người này. Mập quá rồi. Cái gì vậy? Sao ngồi hướng mặt trời hay ha. Nghe anh chế đi. Thiệt không anh? Anh nghĩ anh chạy lại em không? Thiệt. Ok nha. Anh quét qua đời em thôi nha. Quét qua đời em.
tôi kể anh nghe. Ê, mình một đội, một đội. À quên. Ủa? Em nghe được rồi. Thôi, bỏ đi. Bị tạt rồi. Rồi, cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Thôi mà. Cố lên anh Giang. Tôi bị té hút đầu. Thì nãy bạn cười thôi. Cười cười hết trước không sao cười hoài đấy không? Quyên chắc con đó, Quyên khởi động đi. Khởi động đi. Mệt quá. Anh Giang bây giờ tạt anh Luật thì mới gây cấn thôi. Chứ tạt mấy người còn lại ai mà không giết. Ai mà không giết được. Ủa gì vậy? Trời ơi, nãy giờ là anh thắng không luôn á. Trời, em thua nãy giờ. À, vậy hả? Thắng đi nha anh Giang, cố lên nha anh Giang. Anh làm vậy cho anh mệt đấy, hồi nữa người ta dí lại ảnh á. Rồi anh mệt rồi đó. Nghỉ không anh? Rồi, ba vòng, ba vòng. Chết, chết, chết. Ma da Nguyễn Hình. Rồi thôi, lâu lắm rồi. Mẹ chúng ta già thiệt rồi. Hút đầy dữ rồi tại. Đó, cái nét biến thái này nè, tự nhiên quay qua tạc chính đồng đội mình, chắc tôi giết nó luôn á trời. Em chơi. Sống chết có số. Đau nhất. Mình hỏi mũi sữa có đẹp quá thôi, không gì đâu. Cái gì nữa anh? Em ngồi xổm xuống. Em ngồi bình thường. Em ngồi xếp bằng ra cho tôi. Tự nhiên cái phải xếp bằng à? Tôi ngồi xếp bằng. Rồi đúng rồi à. Em ơi. Đúng rồi. Chuẩn bị chạy cho Trung ơi, chạy em đó. 2, 3. Anh ơi. Ờ. Thôi, không phải em đúng không? Không. Nếu mà làm mẹ già nữa là mày chôn mẹ luôn đi. Thử đó sao anh? Té lắm nha. Ê, đừng nha. Anh em mình an toàn. Vậy là chứ. Đúng rồi. Hồi nãy anh là hù thế đúng không? Đúng rồi. Rồi mẹ xuống. Rồi mẹ xuống. Thôi đó thôi. Anh mà nha, anh nha. Là em nè. Em còn bằng xuống đó người ta sao? Gội đầu luôn đi, gội đầu luôn đi. Nó kẹt mắt nó chí không được. Em phải đưa mặt lên. Rõ ràng, hướng lên. Cái biên độ. Hà ông ra. Ngồi đàng hoàng xếp bằng lại. Đó, hà ông ra luôn kìa. Xếp bằng lại. Một gáo vô là nó ọc nước liền. Xếp bằng chân lại. Anh đừng viên của em ngồi được rồi. Ây da, ơi, ơi, mấy sợ, mấy sợ. Anh ơi, chứng từ bà não rồi. Mấy sợ rồi, mấy sợ, chứng từ bà não rồi. Mấy sợ rồi. Chạy đi, 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 rồi chết đi. Coi bộ vậy yên ổn rồi. À, chắc cũng muộn rồi. Muộn rồi. Máu khúc đầu là thấy nghi rồi. Anh em chơi tốt. Một năm đó. Tôi. Trời ơi, lá cờ để gì lại cho anh em không? Vợ con hiểu thứ hai lo giùm nha. Dạ. Đâu chị ơi, bán cái đầu về chị ơi. Thôi Kiến Huy, tuy là em thắng nhưng mà em chơi gì bạo lực quá. Bị trượt tay rồi, giống nhanh lại, tạt lại lưng đàng hoàng. Bây giờ mới cho em chạy chứ. Một lát nữa cho em tạt lại Huy. Tạt lại. Thôi em, được, người ta có lỗi với mình thì thôi chị ơi. Em không có, em tu tập mà. Tu tập.
sống đơn giản hơn. Em sống đơn giản, người ta hại mình là có nhân quả thôi. Cái nữa. Chạy hết vòng. Chạy chỗ em á. Chạy chỗ cũ anh, của anh. Quên. Rồi xong. Ủa tụ tập mà. Em chuẩn bị luôn. Ủa tụ tập mà. Em ơi tụ tập em ơi. Ta có lỗi mình thôi chị ơi. Em không có tụ tập mà. Sống đơn giản luôn. Em sống đơn giản. Tụ tập đi em ơi. Tụ tập đi. Tụ tập đi. Tụ tập đi em ơi. Quên. Cho tôi nói lời cuối anh em. Cho tôi nói lời cuối anh em. Quá. Từ đây là bến Long Huy nha. Bến Long Huy. Rồi cái này là Ngô Kiến Huy thua. Lâm thắng. Thôi, cuộc sống mà. Mình hơn người này sẽ có người khác hơn mình. Hiểu chưa? Hãy biết vừa lòng là đủ rồi. Trời ơi. Anh Lực. Chắc anh Lực. Anh Lực tạc em mà. Chị ơi. Ủa? Chung đội mà cưng. Chung đội mà em tạc gì em ghét. Anh này. Hồi nãy anh quẹt qua cuộc đời em thôi nghe. Nha. Thì em có nói gì anh đâu. Nghe chưa? Rồi hồi nãy em chửi tôi. Sao em dở vậy? Đâu không tôi ta đuôi mà làm. Đội ngu quá. Trời ơi. Hồi gì không hiểu được. Mà tôi chơi đúng mà sao chửi tôi ngu. Trời ơi. Tất nhiên. Các bạn được lựa chọn thứ nhì. Cái gì vậy? Tức là gì? Bị hội đồng. Như vậy là anh em mình bị hội đồng rồi. Đúng rồi. Bị hội đồng rồi. Hai đội kia lấy mình mỗi lần là 30 và 20 điểm một điều luôn. Là tức mình 50 điểm. Thôi mình ngồi tại chỗ đi. Vậy là đội em đầu tiên. Đúng. Đội em đầu tiên. Đội được lựa chọn đầu tiên hiện nay chính là đội Yến Sào. Yeah. Biết rồi. Trời ơi. Nhiều để làm gì? Đúng. Còn là phản phúc mình nói không? Chọn đi. Chọn vậy bây giờ tụi em đi lựa buffet chứ hả? Ê, cái này có tráng miệng ok nè. Dạ cái đó đem thắng là để tụi em tự chọn nha. Chứ chỉ cho mà. Dạ cảm ơn ạ. Ừ. Cái mâm kia mới là mâm mắc tiền. Còn mâm này là rau luôn anh ơi. Mâm này là dạng hè phố thôi. Mâm này street food thôi. Cá trình ôm bữa đó ngon á Luật nha. Ngon. Với cái trưa hè nóng bức như thế này mà ăn thịt xiên nướng thì cũng không hay ho cho lắm. Phải có cái này chè để mình giải nhiệt. Đúng. Rồi. Và sau một thời gian gọi là suy nghĩ và đắn đo, tụi em quyết định ăn hoi son. Yeah. Rồi, cảm ơn. Rồi, vô thôi. Khoan. Ai cho mấy bạn ngồi vậy? Tụi cho, ủa tụi chọn đó tôi lấy bên đây. Tôi lựa chọn thứ gì? Ủa chắc chắn chọn bên đó rồi. Trời ơi. Đứng ra đi cho tôi chọn ra chứ mấy bạn vậy đâu có tôi chọn mấy người tới gì được đúng không? Đi qua coi như thế nào, nó nóng hổi như thế nào. Cái này đi. Hay vậy á, tôi biết chọn bên kia rồi, cái hay vậy. Cái này ngon nè, cái này xuất sắc luôn á. Rồi, lớp lá 1, lá 2, lá 3. Chúng ta cùng ăn đi nào. Lớp nhà giàu có khác nào đi anh. Quá trời. Xin phép anh trộn gõ cái. Okay. Gọi sứa. Ngon quá. Ủa mà trộn gỏi thôi mà. Mình ăn sơn hào hóa vị mình chưa trộn. Bên đại học xin phép review chứ. Wow. Ủa về chó mà kêu đại học gì đó. Học đại đó. Ngon
Bạn Lâm ơi, mình nghe nè, gì vậy bạn riết? Lúc mà đi học á, ba mẹ bạn có dặn gì không? Ba mẹ mình dặn nói là con ơi, con với hai đứa bạn không có ốc thì hãy ăn ốc nhiều vô để chơi cho thông minh nha. Con ba mẹ bạn có dạy gì hay không? Chuẩn bị nè, ba mẹ mình dạy không vui đừng ăn miếng nữa. Không vui đừng ăn miếng nữa. Có cừ, có cừ, có cừ, có cừ. Còn bạn Trung? Không, bạn ăn đi bạn. Mà ba mẹ bạn làm nghề gì mà bạn giàu vậy? Ba mẹ mình đóng tàu. À. Còn ba mẹ bạn đóng gì? Ba mẹ mình đóng phim. Đúng rồi, bạn giàu quá. Ba mẹ bạn đóng gì? Đóng hai cái mỏ lại ăn đi mấy bạn. Sao qua ăn nhỏ này là nó kết miếng người ta? Kết chứ. Nó ghét mình hay sao á? Mày coi đợi khác đi. Mấy bạn ơi, chuyện mới có mở đầu và kết thúc. Nhưng mà kết hơi nhanh, hơi gấp, hơi vội. Ê, tính ra là mình không được lựa chọn mà lại có cái set ngon ha. Ông trời cũng thương á. Ông trời cũng thương á. Cứ quy định quy vào chụp mà không có ngon. Bên đây cũng rất là ngon anh nè. Không thiệt, sách cũng thấy này ngon mà. Anh thấy em ăn là biết rồi. Mà cứ quy định là ta dở. Mà chê người ta. Mà có được chọn không đâu. Sao hay vậy quá, có tiếng lượng đàng hoàng. Anh không nói luôn mà. Anh đeo mắt kiến để tránh né ánh mắt của mọi người đó. Ê, cái gỏi này ngon rồi, ăn qua ăn thử đi. Tụi em muốn ăn cua. Hả? Tụi em muốn ăn cua. Đố em hát đúng lời bài hát cua của Hiếu. Cho em ăn. Ok. Hát đúng lời nghe, hát đúng lời nghe. Mùa ba rồi mà anh hát không đúng lời nữa là buồn anh lắm luôn. Buồn gì? Rồi. Em có thích bài cua không? Em cũng muốn diễn nó diễn cho rồi đi anh. Diễn nó diễn cho rồi đi anh. Membo, Hiếu Thứ. Hai, đưa hai ngón tay ra. Nhìn tụi anh thật cool. Đó, xưng phong là xưng phong lên bảng nè. Ok. Lạnh như băng mà không cần cấu. Tên tụi lên càng cao. Là leo cây á, hiểu không? Vậy bài ra bài ra bài. Ok. Hay nhưng mà thật sự nè. Xong chưa để biết. Dạ đang bàn. Ồ mà nó không có vui á. Dạ vui chứ. Nhưng mà em thấy là lần vui hơn hai cái vế này chứ. Người ta đẹp, ba người không ai quan tâm luôn á. Anh Luật anh thấy vui Luật. Vui em. Nếu anh thấy vui anh hãy vote cho tụi em, vé tên tụi em diễn. Vui. Cảm ơn anh. Xong chưa? Để cho dù mọi người gọi là chặn cái đường tụi em, nhưng mà thật sự cái niềm tin của em rất mạnh liệt. Đúng. Bây giờ có niềm tin là khán giả sẽ yêu quý. Hiếu Thứ hai, lại ba. Membo Hiếu Thứ hai. Nhìn tụi anh thật vui lạnh như băng mà không cần xấu. Tên tuổi lên càng cao như đi ray trong thành phố. Bài ra bài lặp lại như một tần số. Còn thằng bạn của em hả? Đồ ngốc. Ủa gửi em đây. Sao gửi ta? Cái gì cố gì phải cấu? Cố. Hiếu nói là cố. Đúng rồi, anh đâu có thuộc bài đâu. Cấu hình đó. Cấu hình. Năm thứ ba chứ không thuộc bài của con nhỏ. Tại vì rap mà không rõ lời, rap không trời còn dành cho chữ rap mà lua. Điều không phải là không rõ lời mà tai anh nghe không có rõ. Trời ơi, tôi nói thiệt, giờ em đẹp trai, em mới có ngày hôm nay. Thật sự những ngày đầu tiên không có nghe hát cái gì. Hát mà dính Membo. Hiếu thứ hai Membo là gì? Membo mà bạn của ông ta. Đi trong team. Ai cũng biết, bạn của mình em biết hả? Rồi, mùa Hiếu thứ hai. Nhìn tụi anh thật cool, lạnh như băng mà không cần cứu. Cố. Trời ơi. Không cần cứu là gì? Là không cần cố gắng vậy. Không cần cố gắng quá. À mà vẫn lạnh như băng. Hồi nhỏ anh có học phân tích văn không? Có. Không, em hỏi gì khó, em hỏi là có học tiếng Việt không? À. Không, anh hỏi vậy vậy. Có đi học không? Sao anh hỏi kỳ vậy? Anh sao nặng vậy? Tất nhiên là không. Làm gì tụi tôi đi học. Tên tôi lên càng cao. Như B-Ray ở trong thành phố. B-Ray trong thành phố làm gì vậy trọng? B-Ray là một thần tượng của giới trẻ thôi. Giống vậy á. Cho tôi cũng thần tượng của giới livestream mà em đưa tôi vô. Để đổi lại đi em, giống như là Dương Lâm ở trong thành phố. Okay. Tên tôi lên càng cao như Dương Lâm trong... Dương Lâm khùng mà cố. Thôi, sao đừng có ăn luôn. Bỏ đi, đừng ăn cua nữa. Không ăn cua nữa. Phí đạm lắm. Bây giờ rap không được rồi, có biết bài của Tân không? Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu em biết. Còn bài gì nữa, bên trên tầng lầu. Bên trên tầng lầu. Đang sao? Sao? Vì sao em phải khóc? Có đang đây buồn đâu? Dạ yeah. Vì sao em... Mà mình hát gì vậy anh? Thì có nghĩa là bài của người ta là phải điểm nhấn của người ta. Nhưng mà nãy còn em có bài gì mới hay không? Nhưng mà nãy giờ đứng lên mày hát để làm cái gì? Để làm điểm nhấn chút chút. Trời ơi, bé nói câu mà thiệt. Câu gì anh? Vừa anh vừa được mua vui. Còn em có bài gì mới hay không? Sướng nhờ vừa anh vừa được mua vui. Ok. Đúng. Chúng tôi là kiếp làm hề. Chúng tôi có cần một sự yên lặng. Chúng tôi không làm được chuyện đó. Bà Ly. Và đại gia Luật, anh có yêu cầu tụi em làm cái gì không? Nhìn anh như đại gia đi du lịch á. Không, tụi em là làm vậy là anh thấy là rất là vui luôn á. Dạ cảm ơn. Wow.
Một lát đưa số tài khoản nha anh, cho con đứa 200. Dạ cảm ơn. Cảm ơn dạ. Anh vui mà không sao đâu, mấy cưng không sao. Sao cho ít vậy? Trời ơi em ơi, nghề tới đâu thì tiền tới đó thôi em. Thôi hỏi làm cái gì thấy chưa. Trời ơi mình cỡ này mà 200 tăng với tăng bước lên tới 4.000 luôn. Đúng không? Trời ơi thiếu 2.000 nữa. Trời ơi Ngô Kiến Huy 500 đồng. Nghề tới đâu là tiền tới đó. Em hát một bài hát mà nó hay câu B chẳng hạn, ví dụ vậy. Em ra sân khấu đi, tôi phụ em. Đó, tôi thích thằng Lâm nhờ nó năng lượng dễ sợ luôn á trời. Đừng máy quay camera hả? Camera. Câu đầu là gì vậy? Đi đi đi, tụi anh phụ quả thôi. Cắt đôi nỗi sầu. Ok ok. Anh cắt ai? Cắt đôi nỗi sầu. Ok. Anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Ok. Cắt đôi nỗi sầu. Ok. Chưa, camera chưa qua tới mà tập diễn tạo rồi. Tạo hợp chú okay. Em ơi. Rồi, tổ hợp nha. 2, 3. Cắt đôi nỗi sầu. Anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Trung đồ nhiệt vàng thiết độ hiếu có hiếu nữa hả? Dạ. Có sự cố gắng. Em thấy anh em có sự cố gắng. Đúng rồi, phải là em. Thì đuổi á. Có anh đâu. Đuổi rồi. Ok. Đuổi rồi. Có thể là cái này phải cố gắng em mình sao? Đó anh em mình luôn có nhau. Luôn có nhau. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng. Vậy thôi được rồi. Nào bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Thanh thản rồi. Rồi. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.